Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuyên gia cảnh báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa đá. Chuyên gia cho rằng mưa đá xuất hiện sau nhiều ngày thành phố Hồ Chí Minh không mưa, bức xạ mặt trời cao kết hợp với mây đối lưu phát triển mạnh. Vài ngày tới thành phố vẫn có thể xảy ra mưa đá nhưng ở diện hẹp hơn. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông trên diện rộng. Sau khoảng 15 phút, một số khu vực tại quận 1, quận 3, quận 4 có mưa đá, kèm gió mạnh, người dân đã phải chật vật di chuyển trong cơn mưa. Lý giải hiện tượng trên, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa đá xuất hiện sau nhiều ngày thành phố Hồ Chí Minh không mưa, bức xạ mặt trời cao kết hợp với mây đối lưu phát triển mạnh. Sau nhiều ngày không mưa, hơi nước sẽ tích tụ trên những khối mây dông ở độ cao khoảng 6.000 mét so với mặt đất. Trên đỉnh mây cao, nhiệt độ sẽ rất thấp. Những hạt hơi nước chuyển động đối lưu liên kết với nhau, hình thành nước đá lớn rồi rơi xuống đất. Mưa đá chỉ khoảng chừng 0,5cm đến 1cm, không nguy hại cho người nhưng có thể gây dập nát hoa màu. Mưa đá ở miền Nam ít hơn các tỉnh phía Bắc vì địa hình phía Nam bằng phẳng. Một vài năm thì thành phố Hồ Chí Minh mới có mưa đá một lần, bà Lan lý giải. Vị chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có thể tiếp tục xuất hiện mưa đá nhưng ở diện hẹp hơn. Tuy vậy, bà Lan nhìn nhận mưa đá sẽ không gây nguy hiểm cho người dân bằng mưa dông và sét. Theo bà Lan, những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hình thái thời tiết sáng nắng chiều mưa. Mưa lớn kèm theo dông xuất hiện vào giờ tan tầm khiến cho tầm nhìn người dân hạn chế. Mưa to có thể gây gãy đổ cây cối và nước chảy xiết tại miệng cống, dễ xảy ra tai nạn khi người dân đi đường. Khi thấy mây đen, trời chuyển mưa kèm gió rít, sấm rền thì người dân nên dừng lại tìm nơi trú ẩn an toàn, chờ qua cơn dông, sét rồi hãy tiếp tục lái xe, bà Lan đưa ra lời khuyên. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 sẽ có mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Thưa quý vị, trước hiện tượng hàng loạt thương lái thu gom bọ xít khô với giá cao và thậm chí còn chào mời rộng rãi trên mạng xã hội, mới đây Công an tỉnh Thái Bình đưa ra cảnh báo cho người dân về nguy cơ bị lừa đảo thông qua thủ đoạn mua bán bọ xít đen với giá cao. Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian vừa qua trên các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram xuất hiện nhiều nhóm và fanpage đăng thông tin thu mua bọ xít đen với giá cao không hạn chế số lượng, với lý do thương lái Trung Quốc sẽ mua để làm thuốc. Tuy nhiên, việc mua bán bọ xít đen qua mạng xã hội có nguy cơ cao về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng dùng các thủ đoạn lừa đảo như mua bán nhỏ lẻ để tạo niềm tin, sau đó tăng giá và yêu cầu mua số lượng lớn, tạo nhu cầu ảo để mua giá thấp và bán lại với giá cao. Lừa đảo với mua bọ xít non giống giá cao nhưng không thu mua lại, lừa đặt cọc rồi chặn liên lạc. Ngoài ra, cơ quan công an nhận định, việc đánh bắt hoặc nuôi số lượng lớn bọ xít đen có thể gây mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương, cũng như là một âm mưu phá hoại nền kinh tế của các đối tượng phản động và thù địch. Thẩm duyệt viên nói tiếng bản địa đóng vai trò quan trọng trong quy trình ngăn chặn, loại bỏ nội dung độc hại. Báo cáo tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok cho thấy số người kiểm duyệt nội dung bằng tiếng Việt cao thứ hai khu vực Đông Nam Á sau tiếng Indonesia. Ngôn ngữ Việt Nam rất là đa dạng, mà cách sử dụng ngôn từ tại thị trường của mình thì cũng rất là phong phú. Cho nên là người kiểm duyệt khi kiểm duyệt các nội dung Việt Nam thì họ phải vừa có kiến thức về ngôn ngữ lẫn văn hóa để có thể là nắm bắt được cái ngữ cảnh chính xác trong từng trường hợp. Thế thì với TikTok thì luôn luôn là cam kết là địa phương hóa các cái chính sách của mình để phù hợp với cả văn hóa Việt Nam. Trong nỗ lực mới nhất, TikTok đã giới thiệu cho cộng đồng sáng tạo nội dung bộ giải pháp giúp hoạt động hiệu quả trên nền tảng và an tâm kết nối với người dùng. Đồng thời, giới thiệu giải pháp an toàn cho thương hiệu, việc trao quyền cho người dùng, nhà sáng tạo và các doanh nghiệp trong việc chủ động tăng cường các tương tác lành mạnh sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên nền tảng và an tâm kết nối với người dùng. Tất cả các thương hiệu khi đến với bất kỳ một nền tảng nào thì họ luôn có những cái câu hỏi tự đặt cho thương hiệu của họ, thí dụ như có an toàn hay không, có phù hợp hay không, và cái môi trường nó có tin cậy hay không. Tất cả những người tiêu dùng, những cái đối tượng khách hàng mục tiêu của họ đang nhắm đến đều nằm ở trên TikTok, thì đó là lý do mà thương hiệu đến với nền tảng. Cái thứ hai nữa thì qua nhiều năm thì thương hiệu nhận thấy rằng
tất cả những cái bộ giải pháp của nền tảng TikTok đang hướng về thương hiệu, giúp cho thương hiệu cảm thấy tin tưởng hơn. Có thể nói, từ hội nghị lần này, TikTok Việt Nam đã cho thấy nỗ lực không ngừng cải thiện, đổi mới và đưa ra cách tiếp cận và giải pháp cho những vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mạng. Với những cam kết và đầu tư vào các sáng kiến, công cụ công nghệ, TikTok đang đi đúng hướng trong tiến trình kiến tạo cộng đồng mạng văn minh, tích cực, đóng góp vào môi trường số an toàn, lành mạnh và bền vững tại Việt Nam. Thể hiện cái nỗ lực của một cái nền tảng như là TikTok để mà chia sẻ những cái tiêu chuẩn cộng đồng, như là những cái nguyên tắc an toàn để có thể bảo vệ người dùng của mình, cũng như là giáo dục cho cái người dùng hay là những cái người mà tạo ra content creator, tạo nhà sáng tạo nội dung ở trên cái nền tảng của mình, thì như vậy sẽ phổ biến và mang lại những cái nguyên tắc hay là cái những cái kiến thức để cho những cái người dùng biết được rằng là làm sao để có thể tương tác sáng tạo và lành mạnh ở trên môi trường mạng. Trong tiêu chuẩn cộng đồng vừa được cập nhật ngày 17 tháng 5 2024, TikTok cho biết sẽ tăng cường sự chủ động của người dùng đối với xử lý các nội dung vi phạm, cũng như bổ sung chi tiết cách kiểm duyệt các tính năng tìm kiếm, TikTok Live và các trang dành cho bạn. Việc thường xuyên lắng nghe phản hồi từ người dùng, tổ chức các chiến dịch lan tỏa các nội dung tích cực trên nền tảng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, tổ chức, cơ quan chính phủ đã cho thấy những cam kết thực sự mạnh mẽ nhằm nâng cao nhận thức và thực hành an toàn trên không gian số mà TikTok đang thực hiện tại Việt Nam, đồng thời mang đến nhiều bài học quý giá cho cả doanh nghiệp, nhà sáng tạo và người dùng trên nền tảng này. Liên quan đến vụ việc một salon tóc nổi tiếng bị tố ăn chặn hàng trăm bộ tóc của người dân hiến tặng bệnh nhân ung thư gây xôn xao mạng xã hội, ngày hôm nay ông Nguyễn Văn Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Ngày 11 tháng 6, bệnh viện phối hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức chương trình tặng tóc cho bệnh nhân ung thư và có 50 bộ tóc đã được trao cho bệnh nhân của Trung tâm Ung Biếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ngoài 1900 Hair Salon còn có 15 salon tóc khác tại Bắc Ninh cùng tham gia sự kiện ngày 11 tháng 6, hỗ trợ cắt sửa tóc cho người hiến và bệnh nhân tại viện. 16 salon cũng hỗ trợ miễn phí cho người hiến tóc đến chỉnh sửa miễn phí tại salon của mình. Và không có chuyện salon tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân, họ chỉ tham gia giúp đỡ cắt và sửa tóc cho bệnh nhân cũng như người hiến tóc. Trong ngày 11 tháng 6 diễn ra sự kiện có tất cả 703 bộ tóc được hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Ngoài 50 bộ tóc đã trao luôn cho bệnh nhân, hiện còn 653 bộ tóc do Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện lưu giữ và chờ chuyển cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Trong chiều ngày 13 tháng 6, bệnh viện phối hợp cùng PC03 để điều tra xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại một phần câu chuyện cảnh sát giao thông hỗ trợ dẹp đường đưa một cháu bé đi cấp cứu kịp thời khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, vào chiều ngày 12 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu phát hiện ô tô con đỗ bên đường. Một người đàn ông với tinh thần hoảng loạn bước xuống từ chiếc xe này đề nghị tổ công tác đưa con đi cấp cứu giúp vì lo sợ cháu bé bị nguy hiểm tính mạng. Khi phát hiện cháu bé trên ô tô có dấu hiệu ngưng tim, tim tím tái, tổ công tác đã phân công một người lái xe thay ông bố và hai người sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Được biết, hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy kịch.